Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu đầy nỗ lực trong trận đấu với tuyển Mỹ ở trận giao quân diễn ra vào sáng ngày hôm nay, 22 tháng 7. Chỉ thua với tỷ số 0-3 trước đội mạnh nhất thế giới là thành công đáng khen ngợi với tuyển nữ Việt Nam. Thủ thành Trần Thị Kim Thanh tiết lộ là cô đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu và rồi khi đối đầu với Alex Morgan, cầu thủ ghi đến 121 bàn trong màu áo đội tuyển Mỹ, thủ môn tuyển nữ Việt Nam đã bắt bài thành công quả penalty ở phút thứ 44 của trận đấu. Trước trận đấu với Mỹ, tôi cũng đã xem các trận đấu của đối thủ để có thể đọc tình huống ra vào cho hợp lý. Còn về tình huống penalty, tôi cũng theo dõi cách Alex Morgan đá. Thường thường thì cô ta sẽ đá bên tay phải của thủ môn. Ngoài ra thì xem các trận đấu tại World Cup vừa rồi, tôi cũng thấy các cầu thủ thường đá như vậy. Vì thế mà tôi đã bắt bài ở tình huống này. Thủ thành Kim Thanh đã chia sẻ sau trận đấu với Mỹ vào sáng ngày hôm nay. Như tất cả các bạn đã biết thì tình huống diễn ra ở phút 44 của trận đấu khi mà trọng tài cho đội tuyển nữ Mỹ hưởng quả penalty sau tranh chấp giữa Hoàng Thị Loan và Rodman. Tuy nhiên thì trên chấm penalty, huyền thoại bóng đá nữ của Mỹ Alex Morgan đã không thể chiến thắng được Kim Thanh. Ngoài pha cản phá trên thì thủ thành Kim Thanh còn có 5 pha cứu thua ở trận đấu này, góp phần giúp cho đội nhà chỉ phải nhận trận thua 0-3. Dù là thua trận nhưng đây vẫn là kết quả đáng khích lệ với tuyển nữ Việt Nam bởi đối thủ của thầy trò ông Mai Đức Chung là đội đang giữ thành tích 2 lần liên tiếp vô địch World Cup. Kim Thanh chia sẻ tiếp: "Ngày hôm nay toàn đội đã nỗ lực đến những giây phút cuối cùng thi đấu với sự quyết tâm cao nhất và đầy quyết liệt. Đây cũng là tỷ số mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể tạm hài lòng. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong những trận kế tiếp." Lần đầu tiên quốc ca Việt Nam được vang lên ở một kỳ World Cup nữ, cá nhân tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Bóng đá nữ Việt Nam đã ngày càng tiến bộ và đã vươn ra tầm thế giới. Còn nhớ thì trước thềm trận ra quân tại World Cup nữ 2023, giới chuyên môn đã bày tỏ không ít sự lo ngại khi tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với nhà đương kim vô địch Mỹ. Đoàn quân áo đỏ cũng không có lực lượng mạnh nhất khi những Thanh Nhã, Dương Thị Vân hay là Trương Thị Kiều đều chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam có 90 phút thi đấu đầy quả cảm, lối chơi phòng ngự chặt chẽ cùng những tình huống đeo bám quyết liệt của đoàn quân áo đỏ khiến cho đối phương không thể triển khai thế trận tấn công một cách thoải mái. Màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam đã khiến cho hệ thống máy tính do trang Stats của New Zealand đã phải thay đổi dự đoán. Hệ thống này được xây dựng dựa trên những dữ liệu được phân tích tỉ mỉ nhằm dự đoán kết quả các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Ban đầu thì trang Stats đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam có 19% khả năng giành chiến thắng và 16% khả năng kiếm được một điểm trong trận đấu với tuyển Bồ Đào Nha. Và hiện tại thì tỷ lệ cho chiến thắng của thầy trò ông Mai Đức Chung đã tăng lên thành 22%. Các dự đoán trận đấu giữa Việt Nam và Hà Lan cũng đã thay đổi. Khả năng thắng trận của tuyển nữ Việt Nam trước Hà Lan đã tăng từ 5% lên thành 8%. Tất nhiên thì như đã biết thì các tính toán của siêu máy tính dù là tối tân đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là mang tính chất tham khảo. Bởi trong một giải đấu như là World Cup thì có rất nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của mỗi đội trong từng trận đấu. Dù vậy thì sự thay đổi từ trong dự đoán của Stats cho thấy những chuyển biến trong cái nhìn về tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Mai Đức Chung cũng đã đang vượt qua những giới hạn để đạt thêm những cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà và hy vọng rằng là tuyển nữ Việt Nam sẽ hoàn thành được mục tiêu ghi bàn và có những kết quả tốt ở những trận sắp tới tại World Cup. Sau trận đấu thì một chuyên gia quốc tế cho biết là ông nể cách dùng quân của ông Mai Đức Chung và tuyển nữ Việt Nam hay hơn kỳ vọng. "Tôi nể ông Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam, một màn trình diễn đầy tích cực và có tính cạnh tranh nhiều hơn những gì mà được kỳ vọng." Chuyên gia Michael Cook, một chuyên gia phân tích bóng đá nổi tiếng tại Anh, dành lời khen ngợi cho tuyển nữ Việt Nam trong ngày ra mắt đấu trường World Cup. Năm 2019, đội tuyển Mỹ mở màn World Cup bằng trận thắng tưng bừng 13-0 trước Thái Lan. Đối với những người theo dõi bóng đá quốc tế thì họ có lẽ mong chờ điều tương tự với tuyển Việt Nam, cũng lần đầu tiên tham dự World Cup. Hóa ra, đó lại là nhận định có phần ngây thơ. Tác giả Jeff Reuter chia sẻ trên tờ The Athletic. Theo cái viết này thì kể cả là khi thủng lưới trong 15 phút đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vững đội hình, duy trì 10 cầu thủ phòng ngự trước khung thành và nỗ lực trong từng pha tranh chấp. Thật khó để nghĩ ra một thử thách khó hơn việc đối đầu với nhà đương kim vô địch. Nhưng tân binh của giải đấu có thể tự hào với lực lượng cổ động viên hùng hậu với những tiếng vang có thể được nghe thấy qua sóng truyền hình bất cứ khi nào họ lên bóng, vẫn tác giả này cho biết. Trong khi đó thì trang Stats của New Zealand sau trận đấu cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhận xét về tuyển nữ Việt Nam.
Tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều so với trận thua 0-2 cách đây 2 tuần trước tuyển nữ New Zealand. Họ đã thể hiện được tinh thần chiến đấu và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Tờ Star cho rằng là những tình huống đeo bám quyết liệt và cản phá dũng mãnh của các cầu thủ nữ Việt Nam đã hạn chế rất nhiều sức mạnh đến từ hàng công, từng ghi 13 bàn vào lưới Thái Lan. Tuyển Mỹ có được 3 điểm trọn vẹn nhưng chưa thể hài lòng với màn trình diễn tổng thể. Với 28 cú dứt điểm được tung ra xong thì chỉ có 3 lần được ăn mừng bàn thắng. Những mũi nhọn tấn công của tuyển Mỹ là không hề kiểm soát được một cách thoải mái, từ đó dẫn đến các pha xử lý không được như ý. Thủ thành Kim Thanh ngăn chặn thành công quả penalty của Alex Morgan. Cô cũng băng ra kịp thời đẩy bóng trước khi trung vệ Julie đánh đầu. Hậu vệ cánh Emily Fox thường xuyên bị Hoàng Thị Loan kèm chặt. Lần lượt những ngôi sao như là Horan hay là Megan Rapinoe đã phải đưa bóng ra ngoài khi có cơ hội tung cú sút, trang báo của New Zealand bình luận. Còn từ châu Á, một đài truyền hình của Qatar là đài Al Jazeera bình luận: Việt Nam, tân binh của World Cup nhập cuộc với tâm thế sẵn sàng đối mặt với thách thức to lớn. Cuối cùng thì bất chấp một thế trận vô cùng khó khăn, họ vẫn kiên cường đến phút cuối cùng và chỉ nhận 3 bàn thua. Đội tuyển Mỹ hài lòng với 3 điểm có được, nhưng tuyển nữ Việt Nam cũng có quyền hy vọng vào những kết quả tốt hơn ở những trận tiếp theo như là gặp Bồ Đào Nha hay là Hà Lan. Các bạn thân mến, quay trở lại với trường hợp của Kim Thanh, thì trước những con số thống kê thuyết phục về khả năng cầm bóng và tạo ra cơ hội vượt trội của đối thủ, Kim Thanh và đồng đội chỉ để thua 3 bàn là kết cục nhẹ nhàng. Nhưng để làm được điều đó, không khó nhận ra nỗ lực tột cùng của Kim Thanh cùng các đồng đội. Không ngoài dự đoán của nhiều người thì chính Kim Thanh, thủ thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải gồng mình hết sức tập trung tối đa cả trận để tránh sai sót. Và như đã đề cập thì một trong số đó là tình huống cản phá penalty thành công của chân sút hàng đầu thế giới Alex Morgan. Kim Thanh xứng đáng được điểm 10 và những lời ngợi khen không ngớt từ nhiều người chứng kiến trận đấu này. Và có lý do để cho tờ The Guardian viết về thủ môn huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam. Có một truyền thống kỳ lạ mang tên chữ ca ma thuật ở đội tuyển nữ Việt Nam. Nhiều thủ môn của đội từ trước cho đến nay đều có tên đệm bắt đầu bằng chữ ca, ví dụ như là Nguyễn Thị Kim Hồng, Đặng Thị Kiều Trinh hay là Trần Thị Kim Thanh. Đó là những lý do tại sao nhiều người đặt kỳ vọng vào Đào Thị Kiều Anh. Hiện tại, cô là thủ thành số 1 của câu lạc bộ nữ Hà Nội, đội bóng mạnh thứ 2 ở Việt Nam và là một tài năng trẻ đáng chú ý. Tờ The Guardian của Anh viết về Trần Thị Kim Thanh như sau: Thủ thành số 1, Kim Thanh chỉ cao 1m65, cô ấy đã phải nhảy cao gần 1m để có thể chạm vào xà ngang. Nhưng khó khăn đó không thể ngăn cản cô trở thành thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất tại giải vô địch châu Á 2022. Cô sinh ra trong một gia đình với 3 chị em, bố là thợ xây, còn mẹ là lao động tự do. Ban đầu thì bố của Kim Thanh không cho cô theo đuổi nghiệp quần đùi áo số mà chỉ muốn tập trung kiếm tiền để lo cho gia đình. Chính bởi vậy mà trong suốt sự nghiệp của mình, Kim Thanh luôn tự nhủ rằng không bao giờ được làm bố mẹ thất vọng. Tài năng của cô bây giờ đã tỏa sáng và Kim Thanh sẽ thi đấu ở World Cup, tờ The Guardian bình luận. Các bạn thân mến, sức ép có thể coi là khủng khiếp mà đối thủ hàng đầu thế giới gây ra cho Kim Thanh và đồng đội là không cần phải bàn cãi. Nhưng các cô gái của chúng ta vẫn nỗ lực, không bỏ cuộc. Họ mạnh mẽ đeo bám, tranh chấp và gây khó khăn cho những ngôi sao tên tuổi bậc nhất làng bóng đá nữ thế giới. Việc hai ngôi sao hàng đầu như là Alex Morgan và Rapinoe đều không thể ghi bàn ở trận này cũng phản ánh được quyết tâm tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò ông Mai Đức Chung cũng có thể rút ra những bài học khác cho mình ở khâu phòng ngự trong trận đấu này. Đó là những pha phòng ngự bóng bổng cần có những cầu thủ tuyến trên hỗ trợ nhiều hơn. Trong bàn thua thứ hai thì cánh phải không có đủ người để hỗ trợ cho Thu Thương. Bích Thùy và Thu Thảo có thể phán đoán được để ngăn cản cú sút hiểm hóc của Sophia Smith. Tuyển nữ Mỹ cũng đang nghiên cứu rất kỹ điểm yếu ở cánh phải của tuyển nữ Việt Nam để khai thác. Dẫu sao thì các cô gái của chúng ta vẫn xứng đáng nhận mưa lời khen sau những nỗ lực mà họ đã bỏ ra tại sân Eden Park vào sáng ngày hôm nay. Đoàn quân của ông Mai Đức Chung vẫn còn hai thử thách không hề đơn giản ở phía trước. Và tại bảng đấu này thì họ cần vào trận với tinh thần như là khi đã gặp đội tuyển Mỹ để chờ đợi vào bàn thắng lịch sử. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.